what I want and panicking when my name was called. Mình vừa mới tới sân bay Đà Nẵng. Sân bay Đà Nẵng đẹp quá mọi người, nhưng mà mình bực cái vụ đi máy bay quá. Coi như là Vietjet, thật sự là mình rất là thất vọng về cái hãng Vietjet luôn. Quá mệt mỏi, bị delay 2 tiếng đồng hồ. Nhân viên vừa mới lấy cái hành lý của mình xong. Bây giờ thì mình sẽ chạy về nhà bạn của mình. Cuối cùng mình cũng tới Đà Nẵng rồi mọi người. Trời ơi, đi cả nửa vòng trái đất không sao, nhưng mà đi tới Đà Nẵng mà công nhận là mệt. Tính ở đây cái gì cũng có không? Chợ đi, chợ local ở đây. Bánh canh gì chị ha? Nam Phổ. Bánh canh Nam Khổ. Phổ Nam, Nam Phổ. Nó là một cái tên luôn hả? Phổ Huyện Huế. Cái vị này nó sao không? Khác với quê em, bột bánh thôi nó cũng khác với chị ha. Kiểu như là nó bột bột, nó kiểu như vậy, như là bột đặc hơn vậy. Món này thường thường người Đà Nẵng ăn nhiều lắm hả chị? Người Đà Nẵng, người Huế ạ. Người Đà Nẵng với người Huế hả? Nóng. Bánh nóng. Bánh bột với lại thịt. Ngon thịt kho. Thức ăn mà có nước mắm nè. Thấy hụt lọc ở chợ em còn bánh nặng, bánh căng. Vừa ăn xong thì bây giờ qua ăn xong mua lượng. Ăn cho nó mát. Có nước quá. Ở trên món nó không có cho mình uống nước luôn chị. Bị không ngờ luôn. Ăn rồi cũng rồi bình thường. Tối nay đi ăn ốc. Rồi mà chấm với là cái này là gì? Me hả? Nó có vị chua của me ha. Chấm vậy thôi. Bánh tráng này á, mùi dừa rất là thơm. Ở ngoài Phan Thiết là có tráng mắm ruốc. Cà chua. Ngon, ngon. Không biết chờ được để ăn ốc. Bây giờ đang rất là thèm ốc. Đây là chị Kha. Đây là anh Luân. Món này là món gì vậy anh chị? Chíp chíp. Chíp chíp. Nó giống như nghêu vậy đó, mặn ngon, ngọt. Con này ở ngoài Phan Thiết người ta gọi là chan chan chị. Cái này có thể dùng bánh mì chấm luôn. Này là ốc rim. Thơm á. Này là ốc len xào dừa ha. Ngon quá. Nhìn như cái màu nó cũng khác đó chị ha. Nó có bỏ trứng muối nữa. Có trứng muối luôn. Cái này là ốc len xào dừa mà vừa có trứng muối luôn nha cả nhà. Nãy giờ ăn cái món gì thấy cũng ngon hết trơn á. Ăn mặn của trứng muối. Ngon. Tiếp đến đó là ốc này là hồi nãy mình là ốc gì chị hả? Ốc đinh. Ốc đinh. Chứ nó không có phải là quá ngột ngạt như trong Sài Gòn đấy mọi người. Uống trà sữa. Thêm một cái hộp trà dâu tươi nữa nha. Giang uống 2 ly. Dạ mọi người, Giang đang còn uống rau má. Đây là một cái tiệm mà quán cóc bên đường thôi, nhưng mà cái view của nó rất là đẹp. Mấy mọi người có thấy đằng sau không? Nhưng mà đằng sau đây là có thể thấy nguyên cái cầu sông Hàn ở bên này luôn. Mà mình ra Đà Nẵng á, mình không nghĩ là Đà Nẵng nó đẹp tới mức như vậy. Cho tới khi mà mình thật sự mình đứng ở thành phố Đà Nẵng, mình mới wow.
coi như là nó trên mức tưởng tượng của mình đó các bạn. Đây là chị mình nè, đẹp quá à. Người và trà sữa bông nha mọi người. Chàng này năng lượng đi. Ngon chị. Cái loại mà mình order là oolong trà sữa trân châu brulee, uống rất là béo nha. Chưa bao giờ ăn cái loại này nhưng mà nhìn có vẻ là ngon. Giống bánh canh của em. Giống bánh canh của em kìa. Chào mọi người, tụi mình vừa mới tham quan phố cổ Hội An xong. Hiện tại thì mình và hai anh chị của mình đang còn dừng lại ở một quán cơm gà, đó là cơm gà Nga. Đây là đĩa cơm gà của quán ha. Ở đây nó hơi ồn một chút xíu nên là chắc là mình chỉ nói ít thôi, mà đại loại là như các bạn cũng có thể thấy là đĩa cơm gà nó giống như thế này. Rất là ngon, Giang thì lại rất là thích ăn cơm gà nữa. Bây giờ mình ăn ha, đói bụng luôn rồi, để sau đó lại vô tham quan tiếp. Chào mọi người, đây là outfit thứ hai. Trời hơi nắng. Do vậy mà hơi nóng đó, nhưng mà không sao, mình quen với cái nóng này rồi. Ở phố cổ Hội An công nhận là đẹp thiệt nha. Vị như thế nào nhưng mà mọi người mua rất là đông các bạn. Giờ thử coi. Đây. Nhìn hình thức là rất là đẹp nha. Váy chị Kha tặng cho Giang. Nó vừa giống như là nước me, mặn mặn, cay cay. Chị Kha, chị thấy cái nước này sao? Hơi khó uống. Cái thời tiết này á, trời nóng nên là uống cái gì cũng thấy mát. Nhưng mà cái này á, thì nếu mà ai mà mới uống lần đầu thì kiểu như là sẽ hơi bị khó uống. Nó hơi hướng là thảo mộc. Nó
có gì hả chị ha? Có sả, có tắc không? Sả, tắc, chanh, rồi những cái loại thảo mộc rất là nhiều. Thì giống như hồi nãy Giang có quay cho các bạn xem đó. Cá nhân Giang thì Giang thích uống trà tắc hơn. Cái này thì kiểu một phần nó đẹp, với lại mình cũng muốn thử. Mà để mà uống lại thì chắc chắn là mình sẽ không có mua lại đâu. Life is boring, so I'll never leave.